Chào mừng các bạn đến với khóa học Tự tin từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp thêm mấy câu nữa, 2, 4, 6, 8 câu nữa. Thì hiện giờ mình cũng được 100 mấy rồi, cố gắng học tới cỡ 1000 từ mình nghĩ được rồi. 1000 từ là đủ để các bạn viết tốt rồi. Thì sau đó thì các bạn phải tự coi thêm. Câu 98, he is gì đó, in this exam contest. Cái contest này là thi. Vậy nó là gì? Contest này nó là động từ. Cái này là cuộc thi, nó khác với contest ở trong cái ngữ cảnh. Nghĩa là ngữ cảnh là khác, khác chữ S với chữ X thôi. Phải cẩn thận nhiều khi quên. Mà thằng này nó cũng vừa là danh từ luôn. Cánh test này có thể là động từ, có thể là danh từ. Nhưng mà nó có thêm một cái danh từ khác, đó là contestant. Contestant nó là danh từ, nó có nghĩa là người dự thi. Thì trong cái câu này có nghĩa là anh ấy là một người dự thi trong cái cuộc thi, thì mình sẽ dùng cái chữ contestant này. Có a này mà nó ám chỉ anh ấy, vậy là nó phải là contestant chứ không thể nào là contest này được. Contest này là chỉ dùng cho một cuộc thi, nó khác, nó tương đương với chữ exam. Tiếp theo, we see the differences between two cultures. Người ta gợi ý từ easy. Ở đây người ta gợi ý cái từ easy. Easy này là hình thức từ loại gì? Tính từ. Mình gặp từ này suốt, có nghĩa là dễ, hay ngược đó là difficult, là khó. Nhưng mà từ nào giờ mấy bạn có gặp cái hình thức động từ của này chưa? Hiếm ha. Động từ của nó là is. Danh từ của nó cũng is luôn. Nó là vậy đó, động từ danh từ nó giống vậy đó. Nhưng mà nó còn có một cái từ loại khác nữa là trạng từ, là easily. Vậy trong trường hợp này mình sẽ dùng từ loại nào? Ta thấy ở đây là chủ từ, ở đây là động từ. Giữa chủ từ và động từ chỉ có một hình thức duy nhất là trạng từ. Có thể là trạng từ bình thường, hoặc là trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Ví dụ như là always, usually, sometimes, seldom gì đó. Thì trong trường hợp này nó là trạng từ thường, easily. Trạng từ nó sẽ đứng trước động từ để bổ nghĩa cho động từ nha các bạn. Tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ, còn trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Vậy chỗ này mình sẽ chọn easily. Câu số 10, she gave us a brief of the computer's functions. Demonstrate. Demonstrate này là verb, động từ. Danh từ của nó là demonstration. Vậy trong trường hợp này mình sử dụng động từ hay danh từ? Dĩ nhiên là danh từ, tại vì nó có có mạo từ, có tính từ ở ngoài trước thì mình phải sử dụng danh từ. Vị trí này là của danh từ. Câu này có nghĩa là cô ấy đưa cho chúng tôi một cái bản hướng dẫn ngắn gọn về cái chức năng của máy tính. Máy tính hay là máy điện toán. Mình nhiều khi mình kêu cái computer là máy tính thì nhiều khi nó lẫn lộn với cái máy tính mà cái máy tính nhanh á. Nhiều khi nói máy tính không biết cái máy tính nào. Chứ đúng ra phải kêu nó là máy điện toán.
mà máy điện toán thì nó phức tạp quá, kêu máy tính trên nó gọn lẹ. Tiếp theo, people who cannot walk because of illness or disable. Disable này là adjective, là tính từ. Danh từ của nó là gì? Danh từ của nó là disability. Disability. Danh từ. Động từ của nó, động từ của nó cũng là disable luôn. Disable nó là động từ. Oh sorry, lộn, mình có gì đó sai sai. Động từ của nó là enable nha các bạn. Enable, động từ. Còn tính từ của nó còn có một hình thức nữa là able nha mọi người. Able. Able là có thể, còn disable là không thể. Thêm cái tiếp đầu ngữ disable nè, disable có nghĩa ngược lại. Thì ở trong trường hợp này mình sử dụng từ loại nào? Because of, ở đây illness này là một danh từ kết nối với một cái từ khác bằng chữ o, thì cái từ đó nó phải là một danh từ luôn. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ xài cái từ disability. Disability. Tiếp theo, câu số 102, he was fond of books. Cái từ người ta gợi ý là read. Read này là động từ. Rồi, danh từ của nó là gì? Là reader. Vậy trong trường hợp này mình xài từ loại nào? Không có từ nào đúng hết. Chỗ này mình phải sao chữ ớp này phải là một danh từ hoặc là một danh động từ. Thì ở đây mình có động từ read rồi, mình thêm ing vô thành danh động từ reading. Reading. Có nghĩa là anh ấy là một người ghiền đọc sách. Reading. Tiếp theo. Tiếp theo, you have to fill in this form. Ở đây cho sẵn cái từ apply. Apply này là động từ, mình học rồi. Danh từ của nó là gì? Có hai danh từ, một là applicant, hai là application. Applicant hoặc là application. Danh từ. Tính từ là applicable. Tính từ. Vậy trong trường hợp này mình xài từ loại nào? Chỗ này form này là một danh từ, thì nó phải, mình sẽ dùng một cái tính từ phía trước nó để bổ nghĩa cho nó là hợp lý, đúng không? Nhưng mà cũng có một số trường hợp mình sẽ sử dụng một danh từ để bổ nghĩa cho một danh từ. Chẳng hạn như cái trường hợp beauty salon với beautiful salon. Mặc dù cái nào cũng là salon, nhưng mà khi mình dùng danh từ để bổ nghĩa cho danh từ thì cái nghĩa nó hoàn toàn khác. Giống như là beauty salon có nghĩa là cái salon có chức năng làm đẹp, còn beautiful salon là một cái salon đẹp thôi. Thì trong trường hợp này cũng vậy, nếu mình dùng cái chữ applicable form có nghĩa là cái form đó
dùng để apply, nhưng mà nó không phải là apply for a job, mà nó giống như là mình apply cái form đó thôi. Còn nếu mà mình dùng application, có nghĩa là cái form này dùng để đăng tuyển cho công việc, thì mình dùng chữ application form. Tiếp theo, ở nước Mỹ thì cái gì đó được đo bằng dặm, khoảng cách, distance. Distance này nó là một hình thức, nó là gì? Là tính từ. Danh từ của nó là distance. Vậy trong trường hợp này mình sử dụng danh từ hay tính từ? Ở đây nó bắt đầu bằng đầu câu nè. Cái này chỉ là một cái trạng từ chỉ nơi chốn thôi, ở nước Mỹ thôi. Mình sẽ phải xài danh từ distance. Distance is measured in miles. Câu cuối cùng, the parliament of English is called the house of gì đó, common. Common này nó là một tính từ, động từ, danh từ của nó cũng y rang vậy thôi. Tính từ, động từ, danh từ nó cũng có một chữ khấm manh thôi. Nhưng mà đối với cái trường hợp the house of, sao cái chữ of này nó phải là danh từ, vậy mình sử dụng chữ khấm manh theo hình thức là danh từ. Mà danh từ này là phải số nhiều, tại vì the house of commons ở nước Anh thì nó kêu là hạ viện. Thì ở Anh Mỹ nó có hạ viện, thượng viện, thì hai cái viện đó nó bằng quốc hội của mình. Mà chức năng của mỗi thằng thì mình không nghiên cứu, mình cũng không có rõ. Nhưng mà thông thường thì phải hạ viện rồi mới tới thượng viện. Chứ hạn như vấn đề gì mà hạ viện không chịu thông qua thì nó chưa tới thượng viện thì nó đã bị dẹp rồi. Còn nếu mà hạ viện thông qua thì còn phải đợi thượng viện duyệt lại nữa. Thì nói như vậy. Bởi vì trong cái trường hợp này mình xài chữ commons, nhưng mà nó phải là hình thức số nhiều, tại vì nó có nhiều người, mỗi người một ý. Nó là danh từ nên nó có hình thức số ít và số nhiều, nên phải xài chữ commons. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn cần tìm tài liệu học tiếng Anh thì hãy nhớ ghé blog của mình ở địa chỉ studyenglishathome123.blogspot.com để download sách miễn phí dạy học.